Anh sẽ bạn Zalo với phụ cho quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường và chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81. Còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản này. Quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản. Ở dưới có ở dưới như Japan là Japan là hiện cộng 81 này. Quý vị ấn 080 681 7 3 9 70. Ấn đấy nó ra Việt Phú, Việt Phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhá. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì Viết Phú lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một cái sản phẩm nữa của sản thị trường Nhật Bản và rất là ưa chuộng trong cái mùa hè này, được sử dụng rất là nhiều, nhất là các cái công trường, các cái công ty làm ngoài trời. Bên này thì bọn em đi làm cũng sử dụng cái sản phẩm này. Đấy là một cái sản phẩm áo điều hòa của thị trường Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây quý vị có thể thấy là tất cả các cái chữ đều phải là đều ghi bằng tiếng Nhật hết nha quý vị nhé. Đây, có ghi này, aircon cái điều hòa đấy. Thì ngoài hình thì có hai cái cánh quạt và màu thì có nhiều màu để chọn và nhiều kích thước để chọn cho quý vị nhé, và cùng nhiều với kiểu dáng để chọn, chứ không phải là một cái màu này em giới thiệu một cái màu này thôi. Em cũng gửi rất là nhiều về Việt Nam rồi đấy. Thì cả cái tất nhiên là những cái sản phẩm như thế này thì đa số là sản xuất tại Trung Quốc, thị trường Trung Quốc, cho nhà máy Trung Quốc nha quý vị nhé. Tuy nhiên thì nó là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, đi kèm với nó thì cũng là một cái sạc. Sạc này thì sử dụng điện áp từ 100 đến 240V, 240V nên là có thể sử dụng được cho các nước ở trên toàn cầu. Đấy có ghi đấy, 100 đến 240V là tần số 50 60 Hz như vậy nhé. Thì công suất xuất lực thì nó là dùng là sẽ là 8,4V 1500 mAh. Thì sạc có thể cắm sử dụng khắp nơi. Còn pin hai cái quạt và một cái dây để từ pin ra quạt cũng kèm với cái hộp và cái phiếu bảo hành. Đây là phiếu giấy bảo hành. Đây là giấy bảo hành nha quý vị nhá, từ bảo hành nhá, và chứng minh nhá, hướng dẫn sử dụng. Đây có các sử dụng khi này, và tất cả đều bằng ghi bằng tiếng Nhật hết nha quý vị nhá, không có một tiếng Trung nào đây hết đâu. Thì em sẽ thử cho quý vị cùng xem cái sản phẩm này và cái mức độ gió nó thổi như thế nào nha quý vị nhá. Em sẽ bật đây thì nó có on off ở trên cái pin luôn. Trên này là on off, đây là off, đây là on, và khó tăng các cái mức ở đây luôn. Đây sẽ là mức số 7 này là đang hiện là đối với mức pin hiện tại thì có thể chạy được 7 giờ nha quý vị nhé. Đấy, mức 4 là mức cao nhất. Đấy là quý vị thấy như chạy rất là kinh, thổi rất là ghê. Đây là mức 3, mức 2 và mức 1. Đấy, những buổi chiều mát thì có thể dùng cái này. Lúc sắp về thì lúc đấy cũng mát trời rồi, dùng được cái này được. Còn là mức đầu chiều thì đấy, cứ phải như thế này thì mới đảm bảo được cái độ mát. Thổi bay tóc trán luôn quý vị. Mà em cũng dùng một sản phẩm này. Em thì dùng cái sản phẩm nó là công ty cấp cho nên là cái người ta sẽ mua những cái loại giá nó cao hơn một chút. Còn những cái hàng săn sale này thì mình săn thôi, chứ còn công ty thì người ta không có chuyện săn sale gì cả, nên người ta sẽ mua những cái hàng niêm yết giá và cái giá của cái hàng cái áo của em đang mặc. Việt Phú đang mặc ở bên Nhật này thì giá niêm yết tại quán, tại shop là hơn 3 triệu Việt Nam đồng, hơn 1,5 man, là tương đương với hơn 3 triệu Việt Nam đồng, 3 triệu rưỡi là ở bên Nhật nha quý vị nhé. Tiền ở bên Nhật chưa chưa kể tiền cước vận chuyển về nhé. Một cái hộp như này, pin pin này rất là nặng, pin nặng thật. Tính ra là cái một cái hộp như này và cái một cái áo này là hai cái là em gửi về một lúc, có một anh ở Hà Nội có gửi gần đây nhất là hai cái này là hơn 3 cân cả hộp đấy. Nó mất 670.000 tiền cước rồi đấy. Đấy thì còn đấy là tính ra cả cước rồi. Thì đối với săn sale những cái sản phẩm như thế này thì Việt Phú tại giá tại Việt Phú chỉ
hơn 1 triệu trở lên là có những sản phẩm áo điều hòa. Hơn 1 triệu, 1,5 triệu trở lên là quý vị có thể sử dụng, sở hữu một cái sản phẩm quạt áo điều hòa để mát mẻ cho mùa hè và có thời lượng. Cái này là pin nó rất là nặng, cái dung lượng pin nó rất là cao, 7.200 mAh là có thuộc loại pin có pin của áo điều hòa có dung lượng cao nhất rồi nha quý vị nhé. Dùng 7 đến 8 tiếng đối với mức quạt cao nhất là mức 4, quý vị có thể dùng liên tục được tầm 7 đến 8 tiếng. Tuy nhiên thì thực tế thì đối với em dùng thì thấy là nếu dùng với mức quạt cao nhất thì ít nhất quý vị cũng có thể dùng được một buổi sáng hoặc một buổi chiều, còn nếu mà dùng mức trung bình thì quý vị có thể dùng được hết ngày. Đấy là trải nghiệm thực tế của em tại bên Nhật này em đang dùng. Đấy thì chỉ với khoảng tầm 1,5 triệu thì quý vị có thể sở hữu một cái sản phẩm áo điều hòa tại thị trường Nhật Bản này thôi, trong khi giá thực tế của nó là phải hơn gấp đôi như thế. Đấy thì rất là mong được cái sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị cô chú, và nếu anh chị cô chú nào có nhu cầu sở hữu một cái áo điều hòa phục vụ cho công việc thì hãy liên hệ với kênh Viết Phú. Quý vị có thể vào các fanpage Viết Phú Hàng Nhật Nội Địa cũng như là kênh YouTube Viết Phú Hàng Nhật Nội Địa nhé, để tham khảo các sản phẩm khác. Zalo của em thì có để ở trên số điện thoại và trên trên màn hình, và ngay đầu video thì em sẽ có để cái kết bạn Zalo và số điện thoại Nhật Bản của em ở trên đầu đầu video. Thì rất là mong được ủng hộ của quý vị anh chị cô chú và xin cảm ơn đã tin tưởng ủng hộ Viết Phú trong những cái sản phẩm vừa rồi. Em cũng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.